Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương Phục. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khí tức khủng bố đột ngột truyền ra khắp quảng trường, làm cho không ít cường giả ở xung quanh bị chấn động thốt lên. Ngũ tinh đấu thánh, những thế lực tông phái liếc nhìn lẫn nhau, thì đều thấy trong mắt đối phương lộ vẻ ngưng trọng xen lẫn cảm khái thầm nghĩ. Thiên phủ tiêu viêm, thật là danh bất hư truyền thời điểm tiêu viêm bạo phát khí tức sắc mặt của dược vạn quy liền trở nên vô cùng khó coi đồng thời khí tức ấy đã làm kinh động không ít cường già của dược tộc lập tức từng đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung của quảng trường chỉ có điều khi vừa nhìn thấy tộc nhân nằm la liệt đầy đất thì những ánh mắt đó đều nhìn về phía dược vạn quy hỏi vạn quy trưởng lão có chuyện gì xảy ra vậy nhìn thấy những thân ảnh vừa xuất hiện sắc mặt dược vạn quy liền trở nên mừng rỡ lão vội vàng hô lên các vị trưởng lão tới thật đúng lúc tiêu viêm kia thật sự quá cản rỡ dám ra tay độc ác với tộc nhân ở ngay tại địa bàn của bồn tộc mọi người hãy nhanh cùng ta bắt hắn lại nếu không thì thể diện của dược tộc ở trước mặt vô số khách nhân sẽ bị mất hết nghe thấy tiếng hô của dược vạn quy mấy vị trưởng lão của dược tộc ở trên không trung liền tỏ ra kinh hãi hiển nhiên là không xa lạ gì với cái tên tiêu viêm này liền nói tiêu viêm chính là tiêu viêm của tiêu tộc ư lập tức ánh mắt của bọn họ đều dồn về phía tiêu viêm một lão giả mặc áo bào màu vàng sắc mặt có chút âm trầm mở miệng nói tiêu viêm tiêu tộc của ngươi năm đó cùng dược tộc chúng ta có quan hệ không tồi chỉ có điều hành động lần này của ngươi có chút quá đáng rồi đấy tiêu viêm cười nhạt một tiếng ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào dược vạn quy nói kính trọng người thì người sẽ kính trọng lại vũ nhục người thì sẽ bị người vũ nhục lại dược vạn quy đôi khi lời nói không thể vang ra bừa bãi được đâu thấy thế khuôn mặt của dược vạn quy khẽ run lên nói tiêu viêm ngươi còn muốn như thế nào nữa tiêu viêm mỉm cười nói người hãy nhận lỗi với lão sư của ta hai con người trong mắt dược vạn quy hơi co lại sau đó lão bèn nhếch miệng cười nhạt đáp đừng hòng một gã trưởng lão của dược tộc nhíu mày nói tiêu viêm việc này có lẽ vạn quy trưởng lão đã sai thế nhưng ngươi cũng đã đả thương nhiều người như vậy cơn giận chắc cũng đã nguội bớt không ít chi bằng mỗi người nên nhường nhau một bước ngươi thấy thế nào tiêu viêm chậm rãi lắc đầu đáp nếu ngươi đã không muốn xin lỗi vậy thì ta đành phải ra tay thôi giọng nói nhẹ nhàng của tiêu viêm khiến cho Dược Vạn Quy và các trưởng lão đều biến sắc mặt, nhưng không đợi bọn hắn đáp lời, thân hình Tiêu Viêm đã giống như tia sáng, lao nhanh về phía Dược Vạn Quy. Thấy một màn này, phần đông trưởng lão của Dược tộc đều tức giận gầm lên một tiếng. "Quát, Tiêu Viêm, chớ có khoa trương." Một đạo quang mang màu hồng phấn từ trong cơ thể Tiêu Viêm đột ngột xuất ra, hóa thành một hỏa anh huyền phù trên không trung. Hỏa anh há miệng phun ra những ngọn hỏa diễm hồng phấn vô cùng kinh khủng, làm cho đám trưởng lão của Dược tộc trở nên sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau mà trong số những vị trưởng lão kia lập tức kêu lên tịnh liên yêu hỏa khi những trưởng lão của dược tộc bị tiểu y ngăn cản ở trên bầu trời thì tiêu viêm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của dược vạn quy rồi lạnh lùng xuất ra một chỉ đánh về phía lão ngay khi tiêu viêm ra tay với dược vạn quy thì một âm thanh già nua vang vọng khắp vùng trời nói tiêu viêm dừng tay rồi bất chợt mọi người liền nhìn thấy một cụm hỏa vân cuồng bạo bên trong ẩn chứa một lão giả tóc đỏ từ trên đỉnh núi phóng xuống với khí thế như lôi đình vị này chính là vạn hỏa trường lão thời điểm lão giả tóc đỏ xuất hiện lông mày của tiêu viêm cũng hơi nhíu lại lẩm bẩm lục tinh đấu thánh nhưng khi hắn thoáng nhìn thấy khuôn mặt của dược vạn quy lộ ra thần sắc cuồng hỉ thì ánh mắt hắn lại càng lạnh lẽo hơn thế công không giảm chút nào chỉ phong lăng lệ hung hăng điểm về phía dược vạn quy nhìn thấy tiêu viêm vẫn từng bước ép sát dược vạn quy cũng tức giận vô cùng quát lên tiểu tạp trùng lão phu lại sợ ngươi sao khô vinh trường đối diện với sự chống cự của dược vạn quy hai mắt tiêu viêm khẽ híp lại rồi bất chợt điểm vào giữa trưởng tâm của dược vạn quy từ cánh tay của lão truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt cùng với đó là một cái lỗ đầm đìa máu tươi xuất hiện trong lòng bàn tay ngoài ra lực đạo va chạm cũng khiến lão bị văng ra tạo thành hai cái rãnh mương thật sâu ở trên mặt đất đến khi lão ổn định được thân thể thì miệng liền phun ra một ngụm máu tươi trông vô cùng thảm hại lão tức giận gầm lên một tiếng lão phu liều mạng với ngươi thân hình hắn nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt tiêu viêm đột ngột vung tay áo lên một mảng lớn phấn vụ màu trắng phiêu tán ra vây lấy tiêu viêm khi phấn vụ màu trắng rơi xuống đất liền phát ra những tiếng ăn mòn và chỉ trong thời gian rất ngắn từng phiến đá vô cùng cứng rắn đã hóa thành hư không có thể dễ dàng nhận ra phấn vụ này là vật kịch độc độc phấn được vầy ra thì đột nhiên một bàn tay được bao trùm bởi hỏa diễm màu hồng xuất hiện từ trong lớp độc phấn nhanh như chớp chụp vào cổ của dược vạn quy vị lão giả tóc đỏ đang dữ dội lướt đến nhìn thấy một màn này thì lão liền giận dữ gầm lên một tiếng tiêu viêm lão không nghĩ tới ngay cả lời của lão mà tiêu viêm cũng chẳng thèm để ý ngay lập tức lão nắm chặt tay lại hỏa hồng đấu khí liền hóa thành một cây hỏa diễm trưởng mâu khổng lồ ước chừng trăm trượng chỉ trong chớp mắt cự mâu liền hung hăng phóng về phía tiêu viêm bằng một tốc độ cực kỳ kinh người bàn chân của tiêu viêm rậm xuống đất theo đó một cột nham thạch khổng lồ từ trong lòng đất bắn lên dữ dội trực tiếp đánh nát cự mâu chỉ có điều lão giả tóc đỏ rốt cuộc cũng đã lướt đến khi lão thấy một tay của tiêu viêm nắm chặt lấy yết hầu của dược vạn quy thì sự kinh sợ trong mắt lại càng sâu liền xuất ra một trường đánh về phía tiêu viêm tiêu viêm hừ lạnh một tiếng ngón tay khẽ búng một đạo hắc ảnh chính là khôi lỗi bắc vương cũng theo đó mà xuất hiện ở bên cạnh tiêu viêm liền huy động song trường mạnh mẽ ngạnh kháng với lão giả kia sau khi đối kháng kịch liệt với lão giả tóc đỏ ánh mắt tiêu viêm nhìn về phía dược vạn quy lại càng trở nên băng lãnh hơn bất chợt chộp tay về phía trước bắt lấy yết hầu của dược vạn quy rồi khẽ tăng lực khiến cho sắc mặt của dược vạn quy nhanh chóng trở nên tái nhợt và bắt đầu thấy hoảng sợ nhìn thấy dược vạn quy dãy giụa trong tay tiêu viêm lão giả tóc đỏ cũng chỉ nghiêm nghị quát tiêu viêm nơi này chính là dược tộc tiêu viêm nhìn qua dược vạn quy rồi âm chầm nói hiện tại đến dược tộc ta cũng không muốn gây chuyện chỉ có điều nếu có người dám khi dễ hai sư đồ chúng ta thì ta sẽ không để yên đâu ngay khi tiêu viêm vừa dứt lời thì tiểu y từ trên không trung cũng nhanh chóng bay vút xuống đứng trên bờ vai hắn thấy vậy hắc ảnh bắc vương kia cũng bước lên một bước vừa vặn ngăn chặn lão giả tóc đỏ lại nhìn thấy đội hình như vậy ở bên cạnh tiêu viêm đặc biệt là khi lão nhìn về phía bắc vương khiến lão càng có vẻ kiên kỵ vạn hỏa trưởng lão chậm rãi thu liễm cơn thịnh nộ rồi liếc nhìn tiêu viêm một cái thành tựu của kẻ này cho dù có so sánh với mấy lão như bọn họ thì cũng không thua kém chút nào giọng lão dịu bớt đi nói tiêu viêm hôm nay là ngày trọng đại của dược tộc chúng ta nếu dược vạn quy có chỗ nào đắc tội thì coi như là nề mặt mũi của dược tộc ta mà tha cho hắn một lần người thấy thế nào đám trưởng lão của dược tộc khi nghe vậy không nhịn được mà đồng thanh hô vạn hỏa trưởng lão bọn họ nhận định nếu vạn hỏa trưởng lão xuất thủ thì việc bắt giữ tiêu viêm kia sẽ vô cùng dễ dàng qua đó cũng là để cho những khách nhân hiểu rõ vì thế của dược tộc không cho phép người khác xâm phạm nhìn thấy đám gia hỏa này xen mồm vào vạn hỏa trưởng lão nổi giận quát cầm miệng lão phu tự có chừng mực đám trưởng lão kia tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng lại tiêu viêm cũng có chút kinh ngạc hiển nhiên là do những lời mà vị trưởng lão kia nói ra bởi vậy sắc mặt của tiêu viêm cũng thoáng có chút hòa hoãn thấy vậy vạn hỏa trưởng lão tiếp tục lên tiếng tiêu viêm các ngươi tới dược tộc cũng không phải chỉ muốn gây phiền phức cho dược vạn quy thôi chứ tiêu viêm gật đầu nhưng ánh mắt lại nhìn về phía dược lão hẳn là muốn nghe ý tứ của thầy hắn lên tiếng hỏi lão sư Trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Dược lão vẫn thong dong nói, "Vạn Hỏa trưởng lão đã tự mình ra mặt như vậy, nếu lại cứ cố chấp thì lại thành ra chúng ta không biết nặng nhẹ rồi." Nghe vậy, Vạn Hỏa trưởng lão thở dài một hơi, lão nghĩ, năm đó nếu chú ý hơn một chút thì có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện một cục diện khác. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua Dược lão, lão chưa bao giờ nghĩ đến, người tộc nhân năm đó, không ngờ giờ đây, hắn không chỉ đã bước vào cấp bậc đấu thánh, hơn nữa còn đào tạo được một vị đệ tử xuất sắc đến nhường này nghe thấy ý tứ của dược lão tiêu viêm khẽ gật đầu sau đó liền tiện tay ném dược vạn quy về phía đám trưởng lão của dược tộc lập tức cả đám liền vội vàng đỡ lấy hắn một cách chật vật tiêu viêm quay đầu lại nhìn chằm chằm vào vạn hòa trưởng lão trầm giọng nói vạn hòa trưởng lão lần này chúng ta đến dược tộc là đại diện cho thiên phủ liên minh lão sư của ta là minh chủ của liên minh cũng không phải là đến với thân phận nào khác vì thế mong rằng những trưởng lão có địa vị cao quý ở trong tộc hãy thu liễm tâm tính đôi chút thiên phủ liên minh chúng ta tuy thành lập chưa lâu nhưng cũng không cho phép người khác tùy ý khoa chân múa tay ở trước mặt đâu tình huống hiện tại của song phương vạn hòa trưởng lão rất rõ trong lòng cho nên cũng không vì những lời nói của tiêu viêm mà lão có mâu thuẫn quá lớn liền nói vạn quy trưởng lão tính tình lỗ mãng đôi lúc khó tránh khỏi việc ăn nói quá lời sau lần này lão phu sẽ khiển trách hắn có câu ai tới cũng đều là khách bất luận hai vị đến dự với tư cách cá nhân hay đại diện cho thiên phủ liên minh dược tộc chúng ta đều tận lực tiếp đón khuôn mặt của dược vạn quy hơi đỏ lên nhưng lão cũng không dám nói thêm điều gì vạn hòa trưởng lão cũng không để ý đến dược vạn quy tay áo vung lên bán ra từng đạo ánh sáng vào cơ thể của những tộc nhân bị tiêu viêm đánh cho nằm la liệt trên mặt đất kia sau đó thản nhiên nói có thái độ bất kính khi tiếp đón khách nhân sáng trước trục xuất ra khỏi dược sơn trong 10 năm thiết vệ đâu giải bọn chúng đi vạn hỏa trưởng lão vừa dứt lời thì có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lướt vào sau đó bắt lấy mấy gã tộc nhân kia rồi lôi ra ngoài vạn hỏa trưởng lão nhìn về phía hai người tiêu viêm cười nhạt ha ha dược minh chủ tiêu viêm tiểu hữu không biết lão phu xử phạt như vậy có khiến hai vị vừa lòng hay không tiêu viêm cười khách khí chắp tay với vạn hỏa trưởng lão đáp vạn hỏa trưởng lão trí công vô tư tiêu viêm không phục hắn làm sao lại không rõ ý tứ của đối phương cơ chứ muốn mượn mấy loại tép diêu đó để làm cho hắn ngồi giận vạn hòa trưởng lão vuốt vuốt tròm dâu nói hiện tại cũng không còn sớm nữa nếu các vị có ý định quan sát dược điển của bổn tộc thì mời đi theo lão phu tiến về phía trước để lấy chỗ nghỉ ngơi ha ha nghe nói tiêu viêm tiểu hữu đã từng giành được ngôi quán quân đan hội của đan tháp chắc hẳn về thuật luyện dược cũng có tạo nghệ cực cao chỉ có điều so với đan hội của đan tháp thì điều kiện quy định của dược điển còn cao hơn nhiều lắm mỗi một lần đại điển diễn ra cũng đều hội tụ những luyện dược sư cao cấp nhất trên toàn bộ đấu khí đại lục nếu Tiêu Viêm tiểu hữu có thể trổ hết tài năng ở dược điền, thì e rằng danh hiệu đệ nhất luyện dược sư của đại lục sẽ phải đổi chủ rồi. Đối với phần tự ngạo của Vạn hòa trưởng lão, Tiêu Viêm cũng chỉ cười cười, rồi tùy ý nói: "Thuần luyện dược của ta đều học từ chỗ lão sư, thế nhưng ta cũng rất hiếu kỳ, với những vị luyện dược tông sư cao cấp nhất trên đấu khí đại lục này, nếu có thể tranh tài cao thấp một phen thì thật sự là cầu còn không được." Vạn hòa trưởng lão cười to: "Ha ha, nhất định sẽ có cơ hội đó đấy." chỉ cần có năng lực thì bất cứ ai cũng có thể tham gia dược điền sau đó liền bay lên không trung hướng về phía đỉnh núi mà bay vút đi phía sau lão phần đông những trưởng lão của dược tộc cũng vội vàng bám theo tiêu viêm cười cười nhưng đầu nhìn về phía dược lão nói lão sư chúng ta cũng đi quan sát sự chuẩn bị của cái gọi là luyện dược tông sư đỉnh cấp nhất trên đại lục xem sao dược lão cũng liền gật đầu cười rồi sau đó hai người đồng thời bay lên không theo đám trưởng lão dược tộc đang ở phía xa khi tiêu viêm và dược lão lên đỉnh núi ánh mắt đảo quanh muốn tìm một chỗ thích hợp hạ xuống nhìn thấy thế vạn hỏa trường lão từ ghế đá đứng dậy cười to nói dược trần minh chủ tiêu viêm tiểu hữu mới qua bên này vạn hỏa trường lão lên tiếng lập tức khiến cho nhiều ánh mắt hướng về phía hai người tiêu viêm âm thanh to nhỏ vang lên rì rầm dược trần tiêu viêm là thiên phủ liên minh sao không nghĩ tới ngay cả hai vị này đều đến đây theo vài nguồn tin hình như dược trần đã từng là người của dược tộc có điều sau này lại vì một chuyện nào đó nên bị đuổi khỏi tộc rồi nếu lời này là thật thì có lẽ bây giờ dược tộc hối hận gần chết đây tiêu viêm lại không hề để ý những ánh mắt này chỉ liếc về phía dược lão dược lão cười cười nói khà khà đúng như lời con nói chúng ta đại diện cho thiên phủ liên minh tự nhiên lại được một vị trí tốt như này cũng tiện cho mọi người thấy rõ liên minh của chúng ta sau đó lại hướng tới vạn hòa trường lão nói ha ha vạn hòa trường lão khách khí rồi chúng ta dù đại biểu cho thiên phủ liên minh nhưng không nghĩ là lại được một vị trí tốt như vậy đa tạ đa tạ sau đó thân ảnh hai người chợt lóe đã xuất hiện cách vạn hỏa trưởng lão không xa tìm một chỗ ngồi thẳng xuống ngay đó các thị nữ nhanh nhạy bước lên hầu hạ cung kính nhìn hai người ngồi vào chỗ vạn hỏa trưởng lão cũng nở nụ cười chào đón hai người mà những trưởng lão khác của dược tộc lại có phần mất tự nhiên dược lão nhìn xuống phía thạch đài khổng lồ bên dưới khẽ cười một tiếng rồi nói với tiêu viêm nếu con có thể giành được phần thắng ở vòng cuối danh hiệu đệ nhất luyện dược sư của đại lục đấu khí hẳn sẽ thuộc về con tiêu viêm mỉm cười nói đệ nhất hay hạng nhì đối với con không quan trọng chuyện dược tộc cả vú lấp miệng em con sẽ dùng những thuật luyện dược lão sư đã dạy nói cho bọn họ biết năm đó chính hành động lỗ mãng ngu xuẩn của họ đã làm dược tộc mất đi một thiên tài chân chính dược lão cười khẽ mắng một tiếng nhưng trên khuôn mặt già nua lại tràn ngập vui mừng con đấy tên tiểu tử thúi rồi nói với sắc mặt nghiêm nghị mặc dù thuật luyện dược của con đã đại thành nhưng muốn được công nhận trên dược điển cũng không phải chuyện dễ tiêu viêm gật gật đầu luyện dược sư đã tham gia vòng cuối của dược điển đều là những kẻ đứng đầu trong thiên địa thuật luyện dược của họ có thể nói dù trong toàn bộ đan tháp cũng không ai có thể sánh nổi trong lúc tiêu viêm nói chuyện với dược lão đám người đến xung quanh thạch đài càng ngày càng nhiều trong âm thanh huyên náo thì đột nhiên lại xuất hiện một tiếng chuông vang vọng khắp không gian lúc này những người của dược tộc nhanh chóng đứng dậy thanh âm cung kính vọng ra nói cung nghênh tộc trưởng tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời đột nhiên tự động tách ra một lão giả tóc bạc vận bào trắng đã chậm rãi xuất hiện bước chân lão đạp lên không nhìn khuôn mặt hiền lành của lão giả tóc bạc ấy trong mắt tiêu viêm vụt qua vẻ đề phòng lầm nhầm tộc trưởng dược tộc từ trên người lão ta hắn cảm nhận được một khí tức cường hãn dị thường còn mạnh hơn vạn hòa trưởng lão không chỉ một bậc ánh mắt mang vẻ phức tạp của dược lão chiếu vào lão giả tóc bạc nói đó là dược tộc tộc trưởng dược đan tu vi hiện tại của lão có thể đã bước vào cấp bậc thất tinh đấu thánh tiêu viêm híp mắt nhắc lại thất tinh đấu thánh đây là người mạnh nhất dược tộc quả thật mạnh hơn thiên phủ một chút trùng tộc viễn cổ đúng là làm cho người ta hâm mộ trên bầu trời trên khuôn mặt già nua của dược tộc tộc trường lộ ra nét tươi cười ôn hòa nói khà khà người tới là khách rồi lão chắp tay với chúng nhân sau đó đột nhiên lão phóng mắt đến dược lão bên trong lóe lên chút phức tạp ngồi bên cạnh dược lão tiêu viêm cũng cảm ứng được ánh mắt của dược tan, hắc quang trượt lóe bắc vương lại xuất hiện lần nữa dùng ánh mắt hờ hững nhìn dược đan dược lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào dược đan khẽ cười rồi chắp tay nói bái kiến dược đan tộc trưởng khi dược đan vừa trở lại chỗ ngồi một thanh âm chất chứa phong trần từng trải chậm rãi vang vọng trong bầu trời nói ha ha dược đan lão nhân cuối cùng ngươi cũng chịu xuất quan rồi sao tiếp đó nơi chân trời xa xôi đột nhiên lóe lên lục quang trong chớp mắt một cái dược đỉnh màu xanh nhạt bay đến phía trên có một lão nhân mặc áo xô đang ngồi tài lão cầm một thanh quải trượng nhìn thấy người này dược lão chợt nói thần nông lão nhân không nghĩ tới vị tiền bối này cũng hiện thân vị thần nông lão nhân này tuy danh tiếng không lớn nhưng ở trong giới luyện dược sư thì ông ta luôn được xem là lão tiền bối trong các lão tiền bối dược lão cũng chỉ có bối phận là vạn bối mà thôi không nghĩ tới người này mất tích nhiều năm như vậy lại xuất hiện nơi đây thấy vậy dược đan cười lớn nhưng lại chẳng có chút kinh ngạc nào nói không hổ là dược điển ha ha lão già hỏa nhà ngươi thế mà vẫn còn sống hả thần nông lão nhân từ trên dược đỉnh đứng dậy lướt nhìn xung quanh sau đó dừng lại trên người tiêu viêm cười nói nhiều năm chưa từng rời núi không nghĩ tới trung châu lại xuất hiện người mới trẻ tuổi như vậy lại có linh hồn lực đạt tới thiên cảnh đại viên mãn thật sự làm cho người ta kinh ngạc đây tiêu viêm mỉm cười dưới vô vàn ánh mắt chăm chú của mọi người hắn thong dong cười đáp bái kiến thần nông tiền bối thần nông lão nhân cười tùm tìm gật đầu chuẩn bị vào chỗ ngồi thì đột nhiên nhíu mày quay lại nhìn về phía sau nơi đó đột nhiên mây đen cuốn lên trong chớp mắt đã đến trên đỉnh núi sau đó hóa thành một nam tử trung niên mặc khắc bào trung niên áo đen cười nhạt âm thanh không nhanh không chậm vang vọng giữa trời đất nói hồn tộc hồn hư tử không mời mà tới mong rằng dược đan tộc trưởng không nên trách móc nghe tên người này thân hình dược lão bên cạnh tiêu viêm đột nhiên chấn động mạnh hàn quang trong mắt bắt đầu lóe lên phản ứng của dược lão khiến tiêu viêm hơi bất ngờ hắn khẽ nheo mắt nhìn bóng đen trên bầu trời khẽ nói Hồn hư tử, sư phụ biết hắn à?" Dược lão trầm giọng nói, trong thanh âm tràn ngập vẻ chán ghét nói, "Còn nhớ lúc trước ta nói với con chuyện tiểu đan tháp chi biến không? Người từng ẩn nấp ở trong đan tháp, cuối cùng không chỉ phản bội, mà còn đánh sư phụ của hắn bị thương, sau đó chạy trốn chính là tên hồn tộc này." Tiêu Viêm trong lòng chấn động, kinh ngạc hỏi, "Tên kia chính là hồn hư tử sao?" Dược lão chậm rãi gật đầu, nhìn chăm chú vào hồn hư tử, nói, "Ừm, địa vị của tên này ở trong hồn tộc cực cao." hồn diệt sinh còn cũng phải kém hơn y không nghĩ tới dược điển năm nay y cũng chạy tới đối với hồn tộc hồn hư tử tương đối quan trọng nếu như ta đoán không sai âm mưu thu thập linh hồn của hồn điện cũng liên quan tới y nếu có thể trừ y đi thì không khác gì chặt đứt một cánh tay đắc lực của hồn tộc có điều cũng không khinh thường y được trên phương diện luyện dược thuật tên hồn hư tử này có thành tựu cực kỳ cao nếu không khi xưa tháp chủ tiểu đan tháp cũng sẽ không chú ý mà hơn nữa còn thu y làm đệ tử Ngoài ra, đã tu luyện nhiều năm như vậy, tất nhiên thuật luyện dược của y hẳn đã đến một trình độ kinh người. Hồn hư tử vừa lộ mặt, lập tức đã gặp phản ứng kịch liệt của rất đông trưởng lão dược tộc. Từng đôi mắt trận trừng, từng tiếng quát chói tai không ngừng hướng về phía y. Ở hàng ghế chủ vị, dược đan tộc trưởng và vạn hỏa trưởng lão đưa mắt liếc nhau. Hiển nhiên, sự xuất hiện của hồn hư tử có phần ngoài dự liệu của bọn họ. Đối với hồn tộc, dược tộc vẫn luôn luôn duy trì một khoảng cách tương đối xa. Hơn nữa, gần đây vì linh tộc và thạch tộc đột nhiên biến mất, nên Dược tộc, Lôi tộc, Viêm tộc cũng sinh ra lòng đề phòng hồn tộc lẫn cổ tộc, hồn hư tử chắp hai tay sau lưng, từ trên không nhìn thẳng về phía Dược Đan, cười nhạt nói: "Ha ha, hình như các bằng hữu Dược tộc không hoan nghênh ta thì phải, việc này có vẻ hơi ngược với truyền thống hiếu khách của Dược tộc nhỉ?" Vạn Hỏa trưởng lão trầm giọng nói: "Hồn hư tử, Dược tộc ta cũng không có mời ngươi mà, hơn nữa, hôm nay hồn tộc cùng cổ tộc đang bị nghi ngờ, hành động này của ngươi hôm nay" không phải càng làm cho dược tộc ta đối với hồn tộc ngươi hoài nghi nhiều hơn sao? Hồn hư tử cười một tiếng nói, chính vì không sợ các ngươi càng thêm nghi ngờ hồn tộc, cho nên hôm nay ta mới tới đây. Dược điển này được xưng là đại hội của những luyện dược sư có cấp bậc cao nhất trên đại lục đấu khí. Đối với danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục, bản thân ta cũng có một chút hứng thú. Nếu như vạn hòa trưởng lão có tư cách tặng nó cho ta, ta liền rời đi ngay lập tức. Hồn hư tử vừa nói xong, ngay lập tức liền bị mấy trưởng lão dược tộc tức giận trách mắng, cuồng vọng. Dược đan cười nhạt, tiếp lời, ha ha, danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục, thì dược tộc ta còn chưa đủ tư cách muốn cho ai thì cho, muốn được danh hiệu này, ai cũng chỉ có thể dựa vào thuật luyện dược của bản thân mà thôi. Người muốn đoạt được danh hiệu này thì cứ ở lại, dược tộc ta cũng không phải là tộc không hiếu khách, chỉ cần người có thể tuân thủ quy củ của dược tộc, thì chính là khách của dược tộc, nhưng nếu không... Cho dù ngươi là luyện dược sư đứng đầu hồn tộc, thì lão phu cũng phải xuất thủ trừng trị ngươi. Vạn hỏa trưởng lão do dự một lúc rồi cũng mở miệng nói, tộc trưởng, làm vậy hình như có phần không ổn. Dược đan khoát tay áo, bình tĩnh trả lời, dược điển là hoạt động long trọng nhất của dược tộc, trước mặt nhiều người như vậy, cũng không thể vô cớ đuổi y đi, làm thế, ngược lại còn khiến người ngoài cảm thấy dược tộc ta ý thế hiếp người. Mặc dù cần phải phòng bị hồn tộc, nhưng hôm nay, trong dược giới có nhiều người thế này, thì còn sợi làm loạn sao, nếu lão phu phát hiện y làm bất kỳ điều gì không đúng, liền tự mình xuất thủ giết chết là được hồn hư tử cười nhạt rồi nhếch môi nói vẫn là tộc trưởng dược đan đại lượng thôi thân hình y vừa động liền hiện ra trên một chiếc ghế đá mà vị trí này cách tiêu viêm và dược lão không xa vừa ngồi xuống hồn hư tử liền chuyển mắt nhìn về dược lão trên khóe miệng nở một nụ cười cổ quái rồi nói dược trần ngươi cũng thu được một đệ tử giỏi đó nha mặc dù ta ở sâu trong hồn giới nhưng danh tiếng của đệ tử ngươi vẫn như xét đánh bên tai đấy dược lão cười một tiếng lắc đầu nói tên tuổi vang dội cỡ nào nhưng làm sao có thể sánh được với hồn hư tử các hạ dương danh khi sư diệt tổ chứ đối diện với sự châm trọc của dược lão hồn hư tử lắc đầu quầy quậy ra vẻ oan uổng nói à ta từ nhỏ chính là người của hồn tộc có huyết mạch của hồn tộc nên chuyện diệt tổ này còn chưa đủ tư cách đổ lên đầu ta nha về phần khi sư ta không hề xem lão quỷ kia là sư phụ mà dược trần thật ra thì ngươi nên cảm ơn ta đấy nếu năm đó không phải ta coi trọng ngươi muốn ngươi làm việc cho hồn tộc thì ngươi đã sớm hồn phí phách tán rồi làm gì còn có thời gian để đệ tử người cứu thoát có điều cũng không sao chạy thì lại bắt về đến lúc đó thiên phủ liên minh và đám tinh tinh kia tự nhiên sẽ hiểu được ai mới là chủ đại lục này nghe vậy sắc mặt dược lão liền xa sầm xuống nhưng tiêu viêm ở bên cạnh lại mặt không đổi sắc nhẹ nhàng cười một tiếng tùy ý vung tay áo lên thì bắc vương bên cạnh đang đứng yên đột nhiên bắn mạnh tới hiện ra bên người hồn hư tử tung chân đạp ra một cú tự nhiên bị người công kích dù có là hồn hư tử thì cũng phải kinh ngạc trong tích tắc hử lạnh một tiếng rồi xuất hiện trên một ghế đá xa xa khác bóc vương tung một cước liền đá nát trước ghế đá rồi đi về bên cạnh tiêu viêm tiếp tục đứng yên như bức tượng tay tiêu viêm cầm chén ngọc lên thì nữ dược tộc xinh đẹp đứng bên cạnh hiểu ý liền xót đầy dược tử vào hắn nhấp nhẹ một ngụm lúc này mới thản nhiên mỉm cười nói phản bội sư môn là một tên cặn bã bất nghĩa cách xa ta một chút đi ở trên ghế đá phía xa khuôn mặt của hồn hư tử hiện lên một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. tiêu viêm người khá cứ chờ đó tiếp đó một luồng năng lượng kinh khủng tràn ra từ trong cơ thể hắn khiến cho một số trưởng lão dược tộc khẽ biến sắc. dược đan vẫn đang ngồi ở ghế chủ vị giả bộ không nghe không thấy cuộc đối chiến giữa hai người lúc này cũng ngẩng đầu lên rồi thản nhiên nói hồn hư tử hôm nay là đại điển dược tộc ta cấm động thủ kẻ nào không tuân theo quy định liền bị trục xuất khỏi dược giới. nghe thế hồn hư tử vậy mà vẫn mỉm cười nói ha ha nếu tộc trưởng dược đan cũng mở miệng ta tự nhiên là tuân lệnh nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt y lại càng lúc càng dày đặc nghĩ bụng lúc tiêu viêm xuất thủ lão quỷ này lại không mở miệng khi mình muốn phản đòn liền ra vẻ công chính đây chính là muốn thị uy với mình à tốt cho một dược tộc cứ chờ đó dược đan cũng không để ý tới sắc mặt của hồn hư tử nữa chậm rãi quét mắt qua bốn phía lúc lướt qua tiêu viêm thì hơi dừng lại một thoáng sau đó nói giờ lành đã đến bắt đầu dược điển dược tộc nổi danh nhờ thuật luyện dược là tập đoàn luyện dược sư có quy mô khổng lồ nhất đại lục có lẽ bởi nguyên nhân huyết mạch nên người của dược tộc tu luyện thuật chế thuốc luôn đặc biệt thuận buồm xuôi gió hơn nữa trong tộc cũng không thiếu kẻ tu luyện xuất sắc dĩ nhiên đây chỉ nói về luyện dược sư cấp độ trung đẳng mà thôi còn so về lượng luyện dược sư có trình độ đỉnh cao thì dược tộc cũng không có ưu thế quá lớn dù có huyết mạch khiến họ luôn thuận lợi trên con đường luyện dược nhưng chỉ dựa vào chừng đó thì chưa đủ để họ leo lên đỉnh cao trong giới luyện dược luyện dược sư phân làm cửu phẩm, thấp nhất là nhất phẩm và cao nhất là cửu phẩm. Mà cửu phẩm luyện dược tông sư lại được phân ra ba cấp độ khác nhau, bảo đan tông sư, huyền đan tông sư, kim đan tông sư. Lần trước, khi tiêu viêm luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, trình độ của hắn liền được tính là bảo đan tông sư. Về căn bản thì huyền đan tông sư đã là tồn tại cao nhất trong giới luyện dược trên đại lục, số lượng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần kim đan tông sư thì đã gần ngàn năm nay không có ai đạt tới, bởi vì không người nào có thể luyện chế cửu phẩm kim đan với đa số người đang ở đây dược điển là cơ hội để họ mở rộng tầm mắt dược điển lần này kéo dài đến mấy ngày rồi mới từ từ kết thúc khi giai đoạn đầu tiên của dược điển sắp kết thúc tiêu viêm cũng từ từ mở mắt ra nhìn về những thanh niên trong dược tộc quan sát mấy ngày nay hắn đã nhìn thấu được không ít người trẻ tuổi có thiên phú cực tốt sau này nếu cơ duyên thì có thể ngồi lên vị trí cao quý trong giới luyện dược trong thời gian này tiêu viêm đã nhìn thấy được không ít bóng dáng quen thuộc như dược tinh cực người từng đưa thư mời tiêu viêm tham gia dược điền trải qua mấy năm tu luyện thuật luyện dược của gã cũng là tiến bộ rất nhiều lần đại hội dược điền lần này cũng có thể chen chân vào top 5, coi như là một thành tích không tệ danh vị đệ nhất kia nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là dược thiên người năm đó cùng tiêu viêm gặp qua ở yêu hỏa không gian hiện thời gã hẳn là thiếu niên kiệt xuất nhất của dược tộc luyện chế ra được cửu sắc đan lôi lực áp quần hùng sau khi những người trẻ tuổi trong dược tộc kiểm tra xong bầu không khí càng ngày càng nóng bỏng và lúc này dược lão chậm rãi mở mắt cảm thụ bầu không khí đang nóng lên trong sân mới cười nói ha ha cuối cùng cũng bắt đầu rồi tiêu viêm cũng mỉm cười khẽ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chén ngọc dược lão nói trận đấu quan trọng này ngoài con ra thì chỉ còn hồn hư tử thần nông lão nhân cùng với vạn hỏa trưởng lão thôi ba người này cũng không phải đèn đã cạn dầu bàn về kinh nghiệm dù là ta cũng kém xa bọn họ Tiêu Viêm ánh mắt liếc một cái nhìn Dược Đan đang ngồi trên ghế chủ tọa rồi hỏi: "Dược Đan không ra tay sao?" Dược lão cười cười đáp: "Bản thân lão là người đứng đầu một tộc, tự nhiên phải có lòng tự tôn riêng của mình." Rồi bỗng nhiên trịnh trọng nói: "Nhưng thuật chế thuốc của lão không hề yếu hơn bất kỳ ai trong số bốn người các con." Tiêu Viêm cười nói: "Trên đại lục đấu khí, tộc trưởng Dược tộc là thủ lĩnh của tập đoàn luyện dược sư lớn nhất, nếu lão không đủ bản lãnh thì làm sao khiến người khác tin phục?" Trong lúc Tiêu Viêm thấp giọng trò chuyện với Dược lão, dược đan đang ngồi trên vị trí đầu cũng chậm rãi đứng dậy nói ha ha món khai vị đã dùng xong bây giờ mới đến món chính thôi suy nghĩ trong lòng các vị lão phu hiểu rất rõ ràng mà đại hội dược điền lần này tổng cộng có bốn người thi đấu mà cho dù lão phu không nói ra thì các vị cũng đều biết được là ai rồi trong bọn họ người giành được chiến thắng cuối cùng sẽ có được danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục ta nghĩ có thể đoạt được danh hiệu đó ở nơi này thì chắc sẽ không ai phản đối sao đâu bốn vị xin mời vào vị trí dược đan vừa nói xong thân ảnh của hồn hư tử tựa như quỷ mị hiện ra giữa bầu trời trong tiếng cười mang theo một sự táo tợn ha ha Tộc trưởng dược đan thật là rất khoát nha lâu nay vẫn nghe đồn dược điền chính là nơi các luyện dược sư mạnh nhất trên đại lục đấu khí tụ hội hôm nay tại hạ tới đây chính là muốn mời mọi người chỉ giáo đây danh hiệu đệ nhất luyện dược sư này hồn tộc ta cũng có phần hứng thú cho nên cũng muốn lấy về đó nghe vậy vạn hỏa trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói Dược tộc là tộc lấy việc chế thuốc mà nổi tiếng. Danh hiệu này nên ở lại dược tộc, thì có lẽ sẽ tốt hơn. Thân hình trượt lóe lên, giống như kẻ kiêu ngạo kia mà bất ngờ hiện ra ở giữa không trung, đối nhãn cùng hồn hư tử. Vạn hỏa trưởng lão vừa tiến ra, thì xung quanh lập tức vang dậy những tiếng hoan hô. Thần nông lão nhân chân đạp trên hư không. Lão ta lơ lửng trên bầu trời, giọng nói không mặn không nhạt, nhưng hiển nhiên cũng biểu lộ vẻ cực kỳ chán ghét hồn hư tử nói. Lão phu cũng không tham vọng quá lớn với hư danh này, nhưng nếu để cho danh tiếng luyện dược sư đệ nhất đại lục rơi vào trên tay ngươi thì đối với luyện dược sư chính là sự sỉ nhục không nhỏ nhìn ba người trên bầu trời quảng trường tức thời náo động đã có ba người xuất hiện người cuối cùng là ai đây vô vàn ánh mắt vòng qua vòng lại ba người cuối cùng toàn bộ đều dừng lại trên người thanh niên áo đen đang ngồi trên ghế đá dưới tất cả ánh mắt soi mói ấy tiêu viêm mỉm cười chậm rãi đứng dậy bất ngờ xuất hiện trên bầu trời rồi nói từ lâu đã nghe hồn hư tử tiền bối từng ở đan tháp trộm nghệ hôm nay đan tháp cũng là thành viên của thiên phủ thân là người của thiên phủ tiêu viêm cũng muốn thay mặt đan tháp lãnh giáo hồn hư tử tiền bối một phen mong vui lòng chỉ giáo nghe tiếng cười sang sảng của tiêu viêm rất nhiều người đều cảm thấy xấu hổ lời này tuy lịch sự nhưng không dễ nghe xem ra thiên phủ liên minh và hồn tộc quả nhiên có ân oán rất sâu hồn hư tử cười nhạt miệng lưỡi rảo hoạt muốn lãnh giáo ta ngay cả sư phụ ngươi dược trần cũng chưa có được tư cách này ánh mắt của y đã bắt đầu xuất hiện sát ý tiêu viêm sờ cằm khuôn mặt nở nụ cười sán lạn nói a lão sư của ta nói rằng ta có thể giải quyết được ngươi cho nên người không có ý định ra tay lời này hoàn toàn không để lại thể diện cho hồn hư tử y cười khẽ một tiếng nói ha ha vậy sao ta cũng rất hiếu kỳ đó sau đó y phất tay áo hắc sắc hỏa diễm bắn ra ngưng tụ thành một cái hỏa đình một loại lực lượng cắn nuốt kỳ dị chậm rãi chuyển ra từ hỏa đình ánh mắt ba người tiêu viêm vạn hỏa trưởng lão và thần nông lão nhân đều thoáng nghiêm lại sau đó đồng loạt trầm giọng thốt lên hư vô thôn viêm thần nông lão nhân khẽ cao mày không thể ngờ được loại dị hỏa này lại rơi vào tay của hồn tộc hồn hư tử cười híp mắt nhìn ba người tiêu viêm rồi nói ha ha triệu hoán dị hỏa trong người các người ra đi hư vô thôn viêm của ta luôn rất hứng thú đối với mùi vị của các loại dị hỏa khác tiêu viêm cười khẩy nói hư vô thôn viêm cũng chỉ là ngọn tử hỏa như thế thôi có gì đặc biệt tuy ta cảm giác được hư vô thôn viêm của ngươi mạnh hơn điện chủ hồn điện nhưng vẫn chưa chính thức đạt đến tầng khủng bố như truyền thuyết có thể kết luận hư vô thôn viêm của ngươi cũng chỉ là một ngọn tử hỏa mà thôi nghe vậy hồn hư tử chợt nheo mắt y không ngờ rằng chỉ mới liếc nhìn một lần mà tiêu viêm đã nói rõ bản chất vấn đề sau đó y bất chợt cười lạnh một tiếng tuy tiêu viêm có thể nhận ra hư vô thôn viêm nhưng lại không biết rằng hư vô thôn viêm chẳng phải là ngọn tử hỏa bình thường hư vô thôn viêm là một loại dị hỏa cực kỳ thần bí rất ít người biết các loại tử hỏa cũng phân chia cấp bậc phía trên các tử hỏa bình thường còn có một loại được gọi là thiên trì tử hỏa thứ trong tay y chính là thiên trì tử hỏa xét từ một góc độ khác thiên trì tử hỏa xem như hình thái ấu sinh của hư vô thôn viêm cho nên quy lực của nó vượt xa ngọn tử hỏa trong tay điện chủ hồn điện tuy thiên trì tử hỏa mạnh mẽ hơn bình thường nhưng nếu mẫu thể của nó bị thương chúng cũng sẽ tự động tan biến dù sao lực lượng bản nguyên của nó đều tập trung tại mẫu thể việc này là một bí mật ngay cả dược lão lẫn tiêu viêm đều chưa từng nghe qua nhưng cho dù tiêu viêm có biết về thiên trì tử hỏa hắn cũng sẽ không e ngại sau khi thôn vệ tịnh liên yêu hỏa dị hỏa trong người tiêu viêm đã xảy ra biến dị cho nên y không hề e ngại hư vô thôn viêm càng đừng nói đến một đạo tử hỏa của nó vạn hỏa trưởng lão liếc nhìn hồn hư tử hư lạnh một tiếng nói muốn thôn vệ dị hỏa của ta phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã sau đó lão đột nhiên vung tay áo lên tạo thành một trận cuồng phong màu đen nhạt bắn thẳng lên không trung rồi bay múa uốn lượn thật ra đây không phải cuồng phong mà là một loại hỏa diễm kỳ lạ tiêu viêm kinh ngạc nhìn bật thốt cựu u phong viêm thần nông lão nhân cười to ha ha vạn hỏa lão đầu Người thi triển cựu u phong viêm càng ngày càng thuần thục sau đó quải trượng trong tay ông ta vẽ lên không trung rồi cười nói đã thế thì lão phu cũng đành phải bêu xấu một phen một ngọn lửa màu xanh lục kỳ lạ bắn ra nhanh chóng bay lên phóng lớn thành một biển lửa dòng chất lỏng màu xanh biếc nhanh chóng bốc hơi tạo thành tầng sương mù ngay khi màn sương dâng lên vô số chủng loại dược liệu kỳ dị cũng bỗng nhiên sinh trường rồi phóng ra khí tức sinh mệnh nồng đậm khiến mọi người rung động ánh mắt tiêu viêm lộ vẻ kỳ dị đây là dị hỏa xếp thứ năm trên dị hỏa bằng sinh linh chi diễm loại dị hỏa này vô cùng kỳ dị hình thái của nó khác với những loại dị hỏa khác sinh linh chi diễm nổi tiếng bởi lực lượng sinh mạng nghe nói khi nó khuếch tán chỉ cần đưa dược liệu vào, chúng sẽ lập tức nảy mầm, phát triển nhanh chóng, hơn nữa, sinh linh chi diễm còn được gọi bằng một cái tên khác, Trường Thọ Chi Hỏa, người sở hữu nó chắc chắn sẽ có tuổi thọ hơn cả ma thú. Đây là lần đầu tiên, Tiêu Viêm tận mắt nhìn thấy loại dị hỏa này, hồn hư tử chăm chú nhìn sinh linh chi diễm, ánh mắt y lóe lên vẻ tham lam, vạn vật trên thế gian đều có điểm cuối cùng của sinh mạng, nhưng nếu đoạt được ngọn lửa sinh mệnh ấy, tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều. Vạn Hỏa lão nhân lộ vẻ hâm mộ, cười nói: chính là sinh mệnh chi diễm, thần nông lão đầu, phúc duyên của ngươi thật sâu, nếu sinh linh chi diễm thành hình sẽ có linh trí tương đối cao, bình thường nó không xuất hiện dưới hình thái hòa diễm mà sẽ biến ảo thành một loại dược liệu, cắm rễ vào lòng đất, cho dù có đi ngang qua, rất ít người có thể nhận ra, chỉ kẻ nào có đại cơ duyên mới may mắn hàng phục được nó, thần nông lão nhân vuốt sâu, cười nói: "Ha ha, may mắn thôi, do một lần đi tìm dược liệu, vô ý đoạt được" Thần nông lão nhân đột nhiên nhìn Tiêu Viêm, cười nói: "Nghe nói Tiêu Viêm tiểu hữu đã thu phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa trong truyền thuyết, không biết chuyện này là thật hay giả?" Tiêu Viêm mỉm cười, nhún vai nói: "Ha ha, cũng giống như tiền bối, chỉ là may mắn mà thôi." Sau đó, Tiểu Y lập tức xuất hiện, dùng ánh mắt khinh thường nhìn ba loại dị hỏa trên không. Nhìn thấy Tiểu Y, mọi người lập tức biến sắc, đây là Dị Hỏa Chi Linh, hình thái hoàn mỹ nhất của dị hỏa trong truyền thuyết, cho dù lực lượng linh hồn có đạt đến thiên cảnh đại viên mãn cũng không thể sánh bằng ánh mắt hồn hư tử lóe lên ý lạnh hồn tộc muốn tranh đoạt tịnh liên yêu hỏa nhiều năm như vậy không ngờ vẫn không đoạt được nhưng cũng không sao vật này sớm muộn cũng sẽ nằm trong tay ta thần nông lão nhân lại vuốt sâu mỉm cười tiếc nuối than tiêu viêm tiểu hữu quả nhiên có phúc duyên sâu dày năm xưa lão phu cũng đã từng xuất thủ với tịnh liên yêu hỏa những tưởng có thể hàng phục được nó nhưng lại bị giam trong không gian yêu hỏa tiêu viêm chỉ cười không nói tiêu viêm đã từng ở trong không gian yêu hỏa hắn hiểu rất rõ tịnh liên yêu hỏa khó hàng phục đến mức nào nếu không có tàn ảnh của tịnh liên yêu thánh hỗ trợ e rằng hắn cũng chỉ có thể trốn chạy dù thần nông lão nhân có thuật luyện dược bất phàm nhưng muốn hàng phục tịnh liên yêu hỏa vẫn chưa đủ khả năng người đứng đầu dược điền nhanh chóng thu hồi vẻ mặt hâm mộ cắt cao giọng nói nếu bốn vị đã chuẩn bị chu toàn mời tất cả khai đình luyện đan nghe vậy tiêu viêm cười nhạt tiểu y há miệng phun ra một hỏa đình màu hồng phấn to bằng ngón tay cái sau đó nó lập tức phóng to biến thành một chiếc đỉnh khổng lồ ước chừng mấy trăm trượng lơ lửng trên bầu trời từng con rồng lửa xuất hiện uốn lượn quanh chiếc đỉnh phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp vang vọng khắp nơi nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên trong lúc này ba người còn lại cũng lùi về sau mỗi người chiếm một phần tư không gian thân hình hồn hư tử lóe lên xuất hiện phía trên hắc sắc hỏa đỉnh sau đó y ngồi xếp bằng xuống vung tay áo lên vô số dược liệu bay ra ngay lập tức hương vị dược liệu nồng đậm tràn ngập khắp nơi này cửu u phong viêm của vạn hòa trưởng lão cũng đã nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một chiếc hỏa đỉnh thần nông lão nhân lại ngồi xếp bằng trên biển lửa xanh lục tay áo ông ta khẽ vung lên vô số hạt giống của các loại dược liệu bay vào biển lửa phát triển thành đủ loại dược liệu thần nông lão nhân mỉm cười hài lòng ông ta cong ngón tay búng nhẹ một cái biển lửa lập tức nổi sóng sau đó ngưng tụ thành những ngọn lửa như giọt nước xanh biếc ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng tinh khiết những giò lửa ấy trôi nổi phía trên dược liệu âm thầm rơi xuống khi giọt lửa ngấm vào dược liệu tốc độ phát triển của những loại dược liệu này lập tức tăng vọt vài phút ngắn ngủi hạt giống trong biển lửa đã biến thành những gốc dược liệu vô cùng quý hiếm nhìn thấy một màn này tiêu viêm cảm thán nói không hổ là sinh linh chi diễm sau đó tiêu viêm chấn tĩnh lại hắn nhìn hòa đình màu hồng phấn của mình khẽ vung tay áo ngay lập tức trong nạp giới của hắn mấy ngàn loại dược liệu bay ra xoay quanh hòa đình tiêu viêm khẽ nhếch vai nói đi thôi tiểu y bay vào hỏa đình hỏa đình bất chợt mở nắp lực hút tuôn ra tất cả dược liệu lao vào hỏa đình sau đó ngọn lửa lập tức bốc lên nhìn thấy cảnh này trưởng lão dược tộc trợn mắt nói hắn lại muốn đồng thời luyện hóa nhiều dược liệu như vậy sao trên hàng khách quý dược lão mỉm cười nhìn tiêu viêm ông luôn tin tưởng hắn rất nhiều người trẻ tuổi của dược tộc khẽ nói đến tột cùng tên này tu luyện bằng cách nào hắn cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu vậy mà lại đủ tư cách so tài với vạn hỏa trưởng lão lớp trẻ của dược tộc bị đà kích nặng nề mặt mày ủ rũ ngay cả dược thiên cũng tránh không được phiền muộn dược linh đưa mắt nhìn tiêu viêm đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một người trẻ tuổi như vậy lại đủ khả năng so tài luyện dược thuật với bậc tiền bối như vạn hỏa trưởng lão thành tựu bực này ngay cả thiên tri kiêu nữ như nàng cũng sinh lòng bội phục dược linh quay đầu hỏi dược tinh cực dược tinh cực năm đó khi người thấy hắn ở cổ tộc hắn có mạnh như bây giờ không dược tinh cực cười khổ đáp khoảng thời gian trước hắn vẫn chỉ là đấu tôn bình thường tuy lực lượng linh hồn khá mạnh nhưng cũng chưa khủng bố đến mức này không nghĩ tới chỉ mấy năm ngắn ngủi hắn lại phát triển đến trình độ kinh khủng như vậy dược linh nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên trời ánh mắt lóe lên đánh giá lực lượng linh hồn của hắn đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn giống như vạn hòa trưởng lão linh hồn của nàng vốn dĩ khác với người thường tộc trường đã từng nói nếu đủ cơ duyên linh hồn của nàng sẽ đạt tới cảnh giới đế cấp trong truyền thuyết tiêu viêm chính là người cùng trang lứa duy nhất vượt xa nàng về phương diện linh hồn. Trên bầu trời, tiêu viêm ngồi xếp bằng, có được tiểu y, khiến việc tinh luyện dược liệu trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Hỏa diễm màu hồng phấn bốc lên hừng hực, vây kín hỏa đỉnh. Mỗi phút trôi qua, từng ngọn lửa lao ra, sau đó vườn quanh hỏa đỉnh, mỗi một ngọn lửa chứa đựng dược dịch khác nhau. Ba người còn lại cũng đã luyện hóa rất nhiều dược liệu trên quảng trường. Khi nhìn thấy thủ pháp luyện dược của họ, tất cả luyện dược sư đều lộ ra vẻ hâm mộ cuồng nhiệt. Quá trình tinh luyện dược liệu rằng co gần một ngày, tiêu viêm bỗng nhiên mở mắt ra sau khi nhìn về phía vô số ngọn lửa đang lơ lửng xung quanh hỏa đình hắn thở phào nhẹ nhõm kế đến hắn khẽ vung tay vô số hỏa đoàn tiến nhập vào hỏa đình ngay lập tức một luồng sóng năng lượng kinh người từ trong dược đình khuếch tán ra thậm chí cả hỏa đình cũng bị chấn động sau đó không lâu hồn hư tử cũng mở hai mắt y đã hoàn thành việc tinh luyện nhanh chóng dung nhập dược dịch vào hỏa đình cùng lúc đó thủ ấn của y biến hóa hét lên một tiếng thiên địa chi lực nghe hiệu lệnh của ta một trận cuồng phong xuất hiện năng lượng phô thiên cái địa tụ tập phía trên hòa đình của hắn cuối cùng nó tạo thành năng lượng phong bạo nuốt trưởng toàn bộ hòa đình một số trưởng lão dược tộc và các vị luyện dược tông sư lộ vẻ kinh hãi thậm chí sắc mặt của vị chủ trì dược điển vô cùng nghiêm nghị nói ngừng tụ thiên địa chi lực để luyện đan xem ra y muốn dùng cách này luyện chế cử phẩm huyền đan vạn hỏa trưởng lão khẽ cao mày hử lạnh một tiếng liên tục thay đổi thủ ấn sau đó ông ta cũng quát lên Thiên địa chi lực, ngưng, không ít người của dược tộc trở nên phấn chấn, vạn hỏa trường lão, cũng muốn luyện chế cử phẩm huyền đan, thần nông lão nhân thấy thế, bỗng cười to, ha ha, nếu hai vị đã xuất ra vốn lớn như vậy, lão phu cũng không thể tụt lại phía sau, lão cũng phất tay áo, ngay lập tức, thiên địa chi lực lại hỗn loạn, một luồng năng lượng khổng lồ, đột nhiên bị hút vào hòa đỉnh của lão, tiêu viêm cười nhạt, nếu ba vị đã có nhã hứng như thế, tiêu viêm chỉ có thể phụng bồi, tiêu viêm nhanh chóng biến đổi thủ ấn, sau đó một hấp lực kinh khủng bộc phát cướp đoạt năng lượng trong không gian trên quảng trường tất cả luyện dược sư đều chấn động bốn người kia đều muốn luyện chế cử phẩm huyền đan đây quả là cảnh tượng ngàn năm hiếm gặp tại vị trí chủ vị dược đan nhìn dị tượng trên trời sắc mặt không lộ vẻ quái dị với nhãn lực của lão bốn người kia đang tranh tài cao thấp người khác thì hắn có thể không biết nhưng vạn hòa trường lão hắn hiểu rất rõ thuật luyện đan của người này tuy cao nhưng để luyện chế được cử phẩm huyền đan xác suất thành công không vượt quá hai thành hơn nữa để luyện chế cử phẩm huyền đan cần phải thu nạp một nguồn năng lượng thiên địa vô cùng kinh khủng nhưng năng lượng thiên địa trong không gian của dược tộc tuy tương đối nồng hậu nhưng khó có thể cung ứng đủ cho cả bốn người luyện chế cử phẩm huyền đan dựa theo đánh giá của hắn thiên địa năng lượng chỉ miễn cưỡng có thể cung ứng cho việc luyện chế một viên cử phẩm huyền đan dược đan khẽ lắc đầu nói cử phẩm huyền đan trên đại lục này chỉ có vài viên đâu thể luyện chế một cách dễ dàng như vậy trên hàng khách quý dược lão khẽ cao mày mặc dù lão biết Trước khi đến dược tộc, Tiêu Viêm đã nhận được một quyền đan phương, luyện chế cổ phẩm huyền đan từ đan tháp đại trưởng lão, nhưng lão lại không ngờ rằng Tiêu Viêm lại quyết định luyện chế nó trong lần thi đấu này. Cửu phẩm bảo đan cùng cửu phẩm huyền đan, tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại cách biệt giống như trời và đất vậy. Trong vòng trăm năm trở lại đây, dược lão chưa từng nghe có ai luyện chế thành công. Năng lượng thiên địa vẫn đang điên cuồng tập hợp, sau đó, ngưng tụ thành bốn đạo long quyền phong khổng lồ, mỗi đạo đều thông tới một hòa đỉnh, điên cuồng hấp thu năng lượng việc này khiến những người đang có mặt ở quảng trường đều cảm giác đấu khí trở nên bạo loạn bọn họ nhanh chóng lùi lại nếu không đấu khí mà bọn họ vất vả tu luyện được sẽ bị bốn đạo cuồng phong hấp thu dị tượng kéo dài suốt ba ngày thiên điện năng lượng xung quanh dần mỏng manh ngay cả đám dược liệu quanh quảng trường cũng xuất hiện tình trạng khô héo cửu phẩm huyền đan vốn là thần vật do con người tạo ra nhưng nguồn năng lượng cần cho nó thành hình lại khủng bố đến mức khiến rất nhiều cường giả đấu thánh phải khiếp sợ cũng chính vì thế khi đan dược xuất thế nó mới có được linh trí kinh người đương nhiên để đạt được cấp bậc như đan tháp lão tổ lại khó khăn vô cùng sau khi đan tháp lão tổ hình thành gặp được kỳ ngộ mới dung hợp một bộ phận linh hồn của chủ nhân do đó mới xuất hiện tình trạng biến dị trải qua ngàn năm tu luyện đạt đến tình trạng như ngày hôm nay đối với việc dược liệu khô héo dược tộc cũng không làm gì được một số trưởng lão của dược tộc tranh thủ chút thời gian nhanh chóng cất một số dược liệu tương đối quý hiếm vào trong dược sơn đồng thời bố trí thêm vài tầng phong ấn quá trình giành giật năng lượng kéo dài ba ngày trưa ngày thứ ba năng lượng phong bạo trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều bốn đạo long quyển phong khổng lồ lúc trước đã tiêu tán trong khi đó bốn cái hòa đình khổng lồ kích cỡ mấy trăm trượng lơ lửng trên bầu trời bắn ra năng lượng dao động kinh người cỗ dao động năng lượng này khủng khiếp tới mức bốn người tiêu viêm cũng lộ vẻ ngưng trọng nếu bốn cái hòa đình nổ tung những người ở đây đều sẽ chết cho dù không chết cũng trọng thương dược đan nắm lấy một khối không khí bất đắc dĩ lắc đầu nói thiên điện năng lượng trong phương viên ngàn dặm đã bị hấp thu đến mức gần như không còn gì rất nhiều trường lão của dược tộc cũng cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười thiên điện năng lượng không đủ dùng luyện đan thất bại rồi quá trình đan dược thành hình mới được một nửa quãng đường nhưng hiện tại thiên điện năng lượng đều đã bị hấp thu gần như cạn kiệt không đủ để duy trì cho việc luyện đan thiên cảnh đại viên mãn chỉ giúp cho bốn người họ điều khiển thiên điện năng lượng trong vòng ngàn dặm đương nhiên nếu lực lượng linh hồn có thể tiến vào cấp bậc đế cảnh trong truyền thuyết sẽ có thể điều động thiên điện năng lượng trong phạm vi xa hơn trên bầu trời bốn người tiêu viêm vốn đang nhắm chặt hai mắt hiện tại cũng đã mở ra mỗi người đều nhìn viên đan dược chưa thành hình của mình nhíu chặt chân mày một khi đã không có đủ thiên điện năng lượng để duy trì việc luyện đan cho dù bọn họ có là cường giả đấu thánh sở hữu đấu khí cường đại cũng không thể đáp ứng nhu cầu luyện đan vạn hỏa trường lão cười khổ lắc đầu lầm bẩm xem ra lần này cũng vẫn như lần trước, không ai có thể thành công. Hồn hưu tử nở nụ cười quái dị nói, ha ha, việc này vẫn chưa hẳn là vậy. Sau đó, hắn bất chợt biến đổi thủ ấn, rồi vỗ mạnh lên phía trên hỏa đình. Ngay lập tức, bên trong hỏa đình của hắn bắn ra ba cột hắc viêm hỏa trụ. Ba đạo hắc viêm hỏa trụ đó nhanh chóng lao đến khoảng không trước mặt ba người tiêu viêm, điên cuồng xoay tròn, cuối cùng hóa thành ba cái hắc động, mang theo lực hút khủng khiếp, năng lượng khổng lồ trong hỏa đình của ba người tiêu viêm bỗng nhiên hóa thành vô số quang điểm bị hắc động thôn phệ sạch sẽ trong nháy mắt sắc mặt ba người tiêu viêm trở nên âm trầm thần nông lão nhân cùng vạn hỏa trưởng lão cùng gầm lên một tiếng hồn hư tử người dám sau đó bọn họ nhanh chóng phóng xuất sinh linh chi diễm cùng cửu u phong viêm đánh về phía hắc động nhưng hắc động xoay tròn càng lúc càng nhanh lực thôn phệ bắn ra mạnh đến mức dị hòa của hai người họ đều bị thôn phệ một ít sắc mặt hai người vạn hỏa trưởng lão trở nên khó coi hồn hư tử cười to ha ha Dựa vào dị hòa của hai người, muốn cản trở hư vô thôn viêm của ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng ngay lập tức, tiếng cười của hắn liền tắt hẳn, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, ánh mắt nhìn về hắc động trên hỏa đỉnh của Tiêu Viêm, chỉ thấy một luồng hỏa quang từ trong hỏa đỉnh lao ra, sau đó, hóa thành một hỏa anh, khuôn mặt hỏa anh lộ vẻ khinh thường, nó vung bàn tay nhỏ bé, phóng ra một cột hỏa diễm màu hồng phấn, bao phủ hắc động kia vào bên trong, ngay khi tiếp xúc với hỏa diễm màu hồng phấn, lực hút thôn vệ do hắc động phát ra lập tức bị rửa sạch, không còn chút gì. Hư vô thôn viêm có được thôn vệ chi lực, mà tịnh liên yêu hỏa lại có được tịnh hóa chi lực. Bình thường, cả hai rất khó phân cao thấp, nhưng hôm nay, tịnh liên yêu hỏa có được dị hòa chi linh, hơn nữa, còn là bổn nguyên chi hỏa. Trong khi đó, dị hỏa của hồn hư tử, bất quá chỉ là một đạo tử hỏa, cho dù không phải là một đạo tử hỏa bình thường, cũng không thể so sánh với tịnh liên yêu hỏa. Tiêu viêm nhếch miệng cười nói, hồn hư tử, đa tạ người đã tặng hậu lễ năng lượng bên trong dị hỏa này ta đành phải nhận lấy vậy sau đó hắn rửa sạch khắc viêm của hồn hư tử rồi rót vào hỏa đình ngay lập tức ánh sáng trong hỏa đình trở nên rực rỡ hình thể của đan dược trở nên rõ ràng hồn hư tử gan giọng nói tiểu tử này sau đó ánh mắt của hồn hư tử lóe lên để ác độc hắn cười một tiếng người đừng đắc ý quá sớm thủ ấn trên tay y không ngừng thay đổi hắc động đang thôn vệ năng lượng trong hỏa đình của thần nông lão nhân và vạn hỏa trưởng lão điên cuồng phóng ra lực hút thôn vệ mạnh mẽ hấp thu năng lượng và hỏa đình của y hình thức viên đan dược của hắn cũng dần rõ ràng ánh sáng hỏa đình càng rực rỡ thấy vậy hồn hư tử nở nụ cười nhanh nhưng chưa được bao lâu một luồng hỏa diễm màu hồng phấn đột nhiên chậm rãi lướt đến sau đó hóa thành hỏa anh đứng trên hỏa đình của hắn đầu tiên nó bĩu môi khinh thường rồi tung ra một trường đánh bay cái nắp đỉnh cuối cùng nó nắm lấy viên đan dược chưa thành hình kia nhanh chóng chạy trốn sau khi tỉnh táo lại hồn hư tử gầm lên đây là người tự đâm đầu vào chỗ chết biến hóa xảy ra đột ngột thấy một màn này tiêu viêm cũng vô cùng ngạc nhiên việc này là do tiểu y tự chủ trương trên quảng trường dược đan cùng với các trưởng lão dược tộc cũng vô cùng kinh ngạc một lát sau khuôn mặt bọn họ đều trở nên co quắp muốn cười lại không dám cười bọn họ thấp giọng mắng một câu đáng đời dược đan cũng lâm vào tình trạng giờ khóc giờ cười khẽ lắc đầu dược lão mỉm cười thầm mắng tiểu tử thúi này quả nhiên không đàng hoàng một chút nào trên bầu trời tiểu y chỉ lóe lên một cái xuất hiện trước mặt tiêu viêm cười hì hì lúc này nó đang ôm một quang cầu lớn hơn cả nó trong đó có bóng dáng lờ mờ của thai nhi đó là viên đan dược chưa thành hình của hồn hư tử hồn hư tử điên cuồng gầm lên tiêu viêm ta thề hôm nay sẽ băm ngươi thành trăm mảnh vô số đạo hắc viêm trào ra sau đó hợp thành một đầu hắc sắc hỏa long điên cuồng lao về phía tiêu viêm trong cái miệng khổng lồ của nó tràn ngập lực hút thôn phệ tiếng nói của thần nông lão nhân đột nhiên vang lên hồn hư tử nếu ngươi đã thèm khát năng lượng như thế lão phu sẽ tặng cho ngươi một biển lửa xanh lục đột nhiên xuất hiện quấn lấy hắc sắc hỏa long trong biển lửa vô số đại thụ chọc trời gần như sinh trường trong nháy mắt đan vào nhau quấn chặt hắc sắc hỏa long nhìn thấy một màn này hồn hư tử lạnh lùng nói thần nông lão nhân ngươi dám đối đầu với ta thần nông lão nhân cười lạnh trả lời lão phu đã sống đến từng này tuổi chưa từng biết sợ ai bao giờ đối với loại người dối trá phản bội sư môn như ngươi nếu lão phu có năng lực cao hơn đã sớm khiến ngươi biến mất khỏi thế gian này từ lâu rồi miễn cho những luyện dược sư khác phải mất mặt vì ngươi ánh mắt hồn hư tử cực kỳ lạnh lão nói chỉ bằng ngươi sao lão ra hỏa nhà ngươi thật sự chán sống rồi ta vốn vẫn chưa dòng ngó tới sinh linh chi diễm của ngươi ngươi lại chủ động chống đối ta y nhếch miệng cười khinh thường sau đó nắm chặt hai bàn tay hắc viêm hỏa long lập tức gầm lên quay cái miệng khổng lồ của nó về phía biển lửa xanh lục ngay lập tức lực hút thôn vệ tuôn ra thôn vệ cả mảng biển lửa xanh lục nhưng ngay lúc này một đạo hắc sắc long quyển phong lao đến đánh vào thân thể của hắc viêm hỏa long khiến hắc viêm hỏa long bị chấn bay sắc mặt hồn hư tử trở nên cực kỳ đáng sợ giọng nói tràn đầy sát khí vạn hỏa chẳng lẽ dược tộc các ngươi muốn đối địch với hồn tộc chúng ta sao vạn hỏa trưởng lão vung tay áo mỉa mai nói so đấu vốn không nên phân biệt chủng tộc chẳng lẽ lúc trước ngươi có thể xuất thủ với lão phu hiện tại lão phu không thể xuất thủ với ngươi sao thật là nực cười khóe mắt của hồn hư tử co giật giận quá hóa cười được được lắm bàn tay y giận đến run lẩy bẩy đáy mắt lập lờ hỏa diễm ngay khi hỏa diễm sắp bắn ra hồn hư tử đột nhiên nghĩ đến điều gì đó trần trừ trong chốc lát sau đó y trở nên bình tĩnh cười lạnh nói dựa vào hai người các ngươi cũng muốn cản trở ta sao nói xong hắc viêm hỏa long đột nhiên bắn ra quân lấy long quyền phong bạo do cửu u phong viêm biến thành hai quái vật khổng lồ đánh nhau hỏa vũ nóng bỏng giáng xuống may mà các trưởng lão của dược tộc ra tay thủ hộ mới khiến dược sơn không bị phá hủy tiêu viêm nhìn thoáng qua ba loại dị hỏa đang cuộn vào thành một khối cảm thấy kinh ngạc hắn không ngờ rằng thần nông lão nhân và vạn hỏa trưởng lão lại ra tay trợ giúp tiêu viêm chuyển mắt nhìn viên đan dược chưa thành hình của hồn hư tử thời gian không có nhiều lắm trước tiên phải hút năng lượng của viên đan dược này ra muốn luyện chế cử phẩm huyền đan cần có một nguồn thiên địa năng lượng rất kinh khủng hiện tại hắn có viên đan dược của hồn hư tử xác suất thành công sẽ tăng thêm mấy phần việc cướp năng lượng trong viên đan dược gần như bất khả thi với các luyện dược sư bình thường bởi vì hai loại đan dược bất đồng sẽ có dược tính khác nhau nếu tùy tiện trộn lẫn sẽ khiến việc luyện đan thất bại nhưng tiêu viêm sở hữu tịnh liên yêu hỏa có năng lực tịnh hóa vạn vật cho nên bất kỳ vật gì khi tiến vào cơ thể của tiểu y sẽ bị tịnh hóa thành năng lượng tinh thuần nhất tinh thần tiêu viêm khẽ chuyển thầm gọi tiểu y tiểu y lập tức mở miệng nuốt viên đan dược ngay lập tức một nguồn năng lượng vô cùng kinh khủng bắt đầu trào ra từ cơ thể tiểu y đồng thời thân thể nó nhanh chóng bành trướng hóa thành một hài đồng khổng lồ cao gần trăm trượng lơ lửng trên bầu trời quang cầu trong thân thể nó càng lúc càng sáng cuối cùng hóa thành một quang trụ khổng lồ lao vào trong hòa đình khi viên đan dược bị luyện hóa hồn hư tử đã có cảm ứng đôi mắt hắn trở nên đỏ như máu gầm lên một tiếng dữ dội, vô liêm sỉ. thân hình y lao vào bên trong hắc viêm hỏa long. ngay khi bản thể của hắn tiến vào, hỏa long kia trở nên lớn gấp mấy lần, đuôi rồng hất lên, lập tức đánh tan biển lửa xanh lục cùng với hắc sắc long quyền phong. nhìn thấy hồn hư tử lao đến, tiêu viêm khẽ nhíu mày, hắn cong ngón tay búng ra, một đạo hắc quang nhanh chóng xuất hiện. bắc vương khẽ dậm mạnh chân xuống, thân hình lao về phía hắc viêm hỏa long. quang cầu trong cơ thể tiểu y dần trở nên ảm đạm, đến cuối cùng hóa thành vô hình vô ảnh năng lượng đã bị tiểu y rửa sạch dẫn nhập vào hòa đình của tiêu viêm năng lượng trong hòa đình đã trở thành dịch thể nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngưng kết tiêu viêm cao mày nói vẫn chưa đủ thần nông lão nhân nhận ra vấn đề của hắn bàn tay lão vung lên viên đan dược của lão bay về phía tiểu y thần nông lão nhân nói tiêu viêm viên đan dược này của lão phu đã bị hồn hư tử làm hỏng mất dược tính rồi hôm nay lão phu tặng cho ngươi xem như một lần phúc duyên nhưng xét cho cùng loại cử phẩm huyền đan mà suốt đời lão phu sở cầu có luyện chế thành công hay không phải trông chờ vào ngươi tiêu viêm ôm quyền nói đa tạ thần nông tiền bối vạn hỏa trưởng lão nhìn thấy hành động của thần nông lão nhân hơi chần chờ một chút rồi cũng than nhẹ hơn trăm năm rồi lão phu cũng chưa từng nhìn thấy cử phẩm huyền đan xuất thế lúc này đây xem như cho bản thân mở mang tầm mắt dưới ánh mắt kinh ngạc của các trưởng lão dược tộc ông ta lấy viên đan dược từ trong dược đình của mình ném về phía tiêu viêm tiêu viêm lại ôm quyền đa tạ sau đó hắn ném hai viên đan dược về phía tiểu y ngay lập tức chúng hóa thành hai cột quang trụ khổng lồ rót vào dược đỉnh của tiêu viêm sau đó năng lượng bên trong hỏa đỉnh bắt đầu tan ra trung tâm của năng lượng dịch thể bắt đầu hình thành một quang điểm nhỏ xíu sau khi quang điểm xuất hiện bầu trời trong xanh bỗng nổi lên mây đen bóng tối nhanh chóng bao trùm lôi đỉnh màu đen vô tận mang theo lực lượng hủy diệt những tiếng sấm trầm thấp khiến không ít người hoảng sợ tiêu viêm ngẩng đầu ánh mắt nóng bỏng nhìn những đạo lôi đỉnh kia hắn vung tay áo nắp hỏa đỉnh lập tức bay ra một hỏa diễm quang đoàn mang theo dược hương nồng đậm nhanh chóng lan ra khắp nơi sau đó ngưng tụ thành vô số khỏa châu thể màu sắc khác nhau cuối cùng rơi xuống đầy trời giống như cơn mưa đan dược không ít luyện dược sư vô cùng rung động quỳ xuống chiều bái dược đan cũng phải hít sâu một hơi sau đó cả người đều trở nên run rẩy lẩm bẩm nói đan vũ hàng huyền đan xuất một trời đan viên rơi xuống trên quảng trường phát ra những tiếng vang vô cùng thanh thúy tuy đan viên không xem như đan dược nhưng nó được hình thành là nhờ năng lượng tinh thuần ngưng tụ nếu phục dụng cũng có được những lợi ích không nhỏ lúc này tiêu viêm đang lơ lửng giữa trời mặc dù định lực của hắn không tệ nhưng vẫn mừng rỡ như điên tiêu viêm từng nghe qua đan vũ hàng huyền đan xuất nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến kỳ cảnh này vươn tay tiếp nhận viên đan dược bàn tay tiêu viêm khẽ run rẩy có chút không thể tin nói thành công thành công rồi kết quả này vượt ngoài dự đoán của hắn với thực lực hiện tại hắn chỉ nắm chắc bốn phần nhưng dù sao đi nữa trong lần luyện đan này tiêu viêm cũng có vài phần may mắn ngoài một viên thành đan còn thêm hai viên sơ đan để áp năng lượng bổ sung cho hắn chuyện này có thể nói là hiếm thấy vô cùng bốn loại đan dược đều mang dược tính bất đồng tuy tiểu y đã tinh lọc tuyệt đại bộ phận dược lực chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần nhưng dược tính vẫn còn sót lại một phần nhỏ những loại dược tính đó đã dung hòa vào năng lượng tạo thành viên sơ đan trên tay tiêu viêm hơn nữa sự tinh luyện mạnh mẽ của tịnh liên yêu hỏa khiến quá trình này sinh ra những biến hóa không thể lường trước những biến cố đó lại hòa hợp với những thành phần có trong sơ đan khiến lần luyện đan này thành công mỹ mãn nhưng mọi người đều không để ý quá trình bọn họ đã tận mắt nhìn thấy tiêu viêm luyện chế ra cửu phẩm huyền đan như vậy đã là quá đủ mây đen vần vũ trên trời từng tầng mây đen giống như một con cự mãng điên cuồng gầm rú thể hiện sự hung hãn của thiên uy vô thượng không ít người vội vàng rụt cổ hỏa đình khổng lồ ước chừng trăm trượng đột nhiên run lên bần bật một cột sáng khổng lồ bắn lên trời dường như còn có đốm sáng giống như phôi thai đang lơ lửng bên trong cột sáng đâm thủng tầng tầng lôi vân khiến cho mây đen vần vũ liên hồi vô số đạo hắc sắc lôi đình quấn quanh quang trụ sau đó đánh mạnh vào đốm sáng như phôi thai kia cả tòa dược sơn dung chuyển liên hồi vô số tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên tiêu viêm nhìn một màn này vẻ mặt vô cùng lo lắng đó là một viên cửu phẩm huyền đan, cần phải trải qua lôi kiếp lần này, nó mới có thể phá kén mà ra, dù có ngoại lực tương trợ cũng vô ích, ngay cả Tiêu Viêm cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, cửu phẩm huyền đan sở dĩ khác với các đan dược khác, là vì nó có hắc sắc lôi văn bên ngoài, loại huyền đan này cần được lôi lực tẩy rửa, mới khiến chúng hoàn mỹ vô khuyết, Tiêu Viêm chăm chú quan sát, đốm sáng như phôi thai vẫn không rách vỡ, ngược lại, không ngừng hấp thu hắc lôi, trải qua mười mấy phút anh kích, lôi đình dần có xu thế yếu đi một tiếng răng rắc vang lên chuyển ra từ phôi thai ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm phôi thai chỉ thấy trên mặt phôi thai dần hiện ra một rãnh nhỏ sau đó lan nhanh ra trong khi đó lôi kích đánh lên phôi thai càng lúc càng mãnh liệt bất chợt một tia sáng sắc nhọn lóe lên từ rãnh nhỏ một đạo hắc lôi cực mạnh bổ xuống trên thai noãn khiến cho toàn bộ khe nứt vỡ vụn vỏ phôi thai rốt cuộc nổ tung trong nháy mắt rửa hương thơm ngát tràn ngập không gian phiêu đãng trong không gian ngưng tụ thành đủ loài kỳ hoa dược thảo một luồng sáng xuất hiện trên bầu trời bay ra khỏi dược thân ảnh này di chuyển đến đâu lập tức kéo theo dược hương đậm đặc phiêu đãng ở phía sau vô số người đứng bật dậy đưa mắt nhìn chăm chú vào về sáng trên trời ánh mắt bọn họ đều lộ vẻ tham lam nói cửu phẩm huyền đan hắn muốn chạy trốn một tiếng hử lạnh vang lên khiến mọi người nhanh chóng tỉnh lại vội vàng thu hồi ý đồ phóng lên không trung kinh hồng cốt dược sau lưng tiêu viêm đã bắn ra trong nháy mắt xuất hiện trước mặt về sáng thủ trưởng nắm vào không gian hắn quát lớn hoàng tuyền trường một trưởng đánh tan hào quang một bóng hình nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp hiện ra mái tóc dài đen mượt thân thể yêu kiều đôi mắt to tròn hoảng hốt nhìn tiêu viêm bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến người khác vừa thấy đã muốn che chở tiêu viêm kinh ngạc nhìn người ngọc ở trước mắt vừa mới xuất thế đã biết dùng phương pháp này mê hoặc người khác cửu phẩm huyền đan đúng là danh bất hư truyền sau đó hắn cười nói đan dược nào cũng mang thuộc tính riêng bộ dáng như vậy, hẳn là vừa mới biến hóa ra. Nghe vậy, nữ tử mang khí chất điểm đạm kia, bỗng chốc kinh hoàng, nhanh chóng xoay người chạy trốn. Tiêu viêm bước tới một bước, xuất hiện trước mặt nàng ta, hắn nhanh chóng điểm ra một ngón tay lên chán nàng. Một đạo linh hồn ấn ký hiện ra, thân thể mềm mại của nàng ta run rẩy, nhanh chóng hóa thành một dược hoàn, to như lòng nhãn. Tiêu viêm lấy ra một cái bình ngọc, thiết lập vài tầng linh hồn cấm chế, cẩn thận bỏ viên cửu phẩm huyền đan vào trong. Bản thể của nó ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ, chỉ là nó không biết vận dụng nếu không ngay cả tiêu viêm cũng khó mà thu phục được nó sau đó tiêu viêm quay đầu nhìn trận chiến kịch liệt giữa bắc vương và hồn hư tử tiêu viêm cười nhạt một tiếng bàn tay vẫy nhẹ triệu hồi bắc vương về bên cạnh hắn tiêu viêm hướng về phía ba người hồn hư tử thần nông lão nhân và vạn hòa trưởng lão chắp tay cảm kích cười nói ha ha đa tạ tương trợ nghe vậy thần nông lão nhân cùng vạn hòa trưởng lão nở một nụ cười ảm đạm khuôn mặt hồn hư tử run rẩy liên hồi thần nông lão nhân nói đúng là thiên hạ luôn xuất hiện nhân tài tiêu viêm đạo hữu ở tạo nghệ luyện dược quả nhiên khiến người khác kinh sợ xem ra toàn bộ luyện dược giới chỉ sợ không có người nào có thể sánh ngang với ngươi danh hiệu đệ nhất luyện dược sư ngoài ngươi ra chắc không ai xứng đáng hơn nói xong thần nông lão nhân vung tay biển lửa biến thành một cây mộc trượng rơi vào trong tay lão sau đó nhìn về phía tiêu viêm cười nói lão dược trần đã dạy dỗ được một đệ tử xuất chúng nếu sớm biết như thế năm đó ta quyết không cho tên dược vạn quy kia dính vào sắc mặt các trưởng lão dược tộc trở nên phức tạp trong lòng đều thầm than tiêu viêm đưa mắt nhìn dược lão sau đó hắn chuyển mắt tới dược đan ôm quyền nói dược đan tộc trưởng hôm nay tiêu viêm muốn nhờ ngài một việc sắc mặt dược đan có chút phức tạp lão phu biết ngươi muốn xin điều gì lão khẽ thở dài đưa mắt nhìn dược lão nói dược trần từ việc hôm nay xem ra có lẽ ngươi là một nhân tài kiệt xuất trong dược tộc chuyện trên tộc bi tùy ngươi vậy bàn tay dược lão khẽ run rẩy nói đa tạ tộc trưởng tâm nguyện cả đời lão rốt cục hôm nay cũng đã làm được hồn hư tử đột nhiên cười thành tiếng quỷ dị nói ha ha dược đan tộc trưởng ta cũng có chuyện muốn nhờ đây chân mày dược đan khẽ cao lại nhìn thấy sắc mặt hồn hư tử trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh cảnh giác dược đan hỏi người nói ta nghe xem hồn hư tử khẽ liếm môi khiến sắc mặt mọi người thay đổi y chậm rãi nói ta muốn mượn tạm đà xá cổ đế ngọc của dược tộc đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều